fan nức nở chia tay nhóm nhạc 365 của Ngô Thanh Vân. Live show cuối cùng trước khi nhóm 365 tan rã, vỡ òa trong nước mắt luyến tiếc của các khán giả trẻ sau 5 năm đồng hành cùng thần tượng. Tối 30 tháng 7 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra live show The Impact những ngôi sao mới. Đây là đêm trình diễn chung cuối cùng của 365, nhóm nhạc nam do Ngô Thanh Vân thành lập từ tháng 9 năm 2010. Khoảng 2.000 khán giả trẻ đã có mặt để cổ vũ cho các màn trình diễn của nhóm 365. Bốn chàng trai của nhóm mở màn đêm diễn trong hình ảnh các chiến binh xuất hiện từ chiếc tàu vũ trụ. Họ thể hiện ca khúc Awakening, ca khúc MV đầu tiên khi 365 thành lập. 365 chọn hát bài này mở màn trong live show cuối như ngụ ý về một kết thúc đẹp cho 5 năm hoạt động sôi nổi của họ. Chương trình kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. 365 liên tục thể hiện các màn trình diễn đầy màu sắc qua các nhạc phẩm như I'm on Drive Without You, liên khúc Ác Mộng và Như Thế, Nơi Anh Không Thuộc Về, v.v. Bốn chàng trai khuấy động sân khấu với bản nhạc phim Tấm Cám mang tên Bống Bống Bang Bang và ca khúc Hai Cô Tiên. Đây là hai bài hát nhạc phim được giới trẻ rất yêu thích qua phần thể hiện của 365. Họ cũng có tiết mục Funny Dance. Theo đó, mỗi thành viên hóa thân thành các nữ ca sĩ quốc tế như ca sĩ ST làm Britney Spears, Will làm Miley Cyrus, Jun hóa thân thành Beyoncé, Isaac bắt chước Nicki Minaj trình diễn bài Super Bass. Càng đến cuối chương trình, giờ chia tay càng gần, các khán giả bật khóc nức nở. Fan club của 365 đã phóng 10.000 máy bay giấy lên sân khấu, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt. Trong 5 năm hoạt động, 365 đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để duy trì nhóm trong bối cảnh làng nhạc Việt rất ít ban nhạc nam thành công. Nhóm nhạc để lại trong giới trẻ hình ảnh về những thanh niên hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chăm chỉ và lành mạnh. Đêm nhạc do nhạc sĩ Phương Uyên sản xuất, Phạm Hoàng Nam làm đạo diễn. Cuối chương trình, dù 365 đã chào tạm biệt, khán giả vẫn ở lại không về. Họ tìm cách chụp ảnh, ôm hôn và tặng các món quà nhỏ cho bốn chàng trai. Diễn viên Ngô Thanh Vân không xuất hiện trên sân khấu cùng các học trò mà chỉ ngồi ở khán đài. Những năm qua, Ngô Thanh Vân là người thầy, người chị tận tình dìu dắt các học trò. Sau chương trình, bốn thành viên gồm Isaac, Win, Jun và ST sẽ không hoạt động chung mà tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng với tư cách ca sĩ solo do VAA, công ty giải trí của Ngô Thanh Vân quản lý. Trước đó, dù 19 giờ đêm nhạc mới bắt đầu, nhưng từ 14 giờ chiều, khán giả đã kéo đến nhà hát rất đông để chờ giao lưu với 365.